Bản tin quốc tế 25 tháng 4 năm 2023 Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Kinh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nga tuyên bố chặn nỗ lực phản công của Ukraine ở Bát Mút. Ukraine tuyên bố phá hủy một khẩu cối tự hành 2S4 hoặc Tulip của Nga. Thủy sĩ vẫn cấm xuất khẩu khí tài cho Ukraine. Nga có công ty quân sự tư nhân mới, được trang bị cả máy bay ném bom Su-34. Nga gặp khó trong việc thu tiền bán dầu cho Ấn Độ. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga tuyên bố chặn nỗ lực phản công của Ukraine ở Bakhmut các đội tấn công của Nga đang tiếp tục đối phó với quân đội Ukraine ở khu vực phía tây Bật Mút. Pháo binh, máy bay chiến đấu và lính dù Nga đã ngăn chặn nỗ lực phản công của Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Trung tướng Igor Konashenkov tuyên bố. Ở hướng Donetsk, lực lượng Nga đang tiếp tục hoạt động chiến đấu ở các quận phía tây thành phố Bật Mút. Máy bay, pháo binh từ các nhóm chiến đấu phía nam cùng các đơn vị của lực lượng đổ bộ đường không đã hỗ trợ các đội tấn công và ngăn chặn những nỗ lực của đối phương để phản công ở bên sườn, ông Konashenkov nói. Cùng theo người phát ngôn, quân đội Nga đã ngăn chặn lực lượng dự bị của Ukraine tiến về Bát Mút. Tại khu định cư Bondanovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào lực lượng dự bị của đối phương đang tiến về thành phố Bát Mút. Ông Konashenkov cho biết trong vòng 24 giờ qua, máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 8 phi vụ và pháo binh đã bắn trúng 76 mục tiêu theo hướng Donetsk. Cũng trong ngày 24 tháng 4, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Ông Denis Pusilin cho biết, các lực lượng Nga đã tiến công ở phía Tây Bắc và phía Tây Bắc Mút. Tình hình Bắc Mút vẫn rất căng thẳng. Trong 24 giờ qua, nhóm binh sĩ từ công ty quân sự tư nhân Wagner đã tiến về phía Tây và Tây Bắc Bắc Mút. Họ hiện đã tiếp cận một khu vực khá phức tạp, là khu vực có các tòa nhà cao tầng mà đối phương đã thiết lập hệ thống phòng thủ, ông Pusilin nói. Quan chức này cho biết các lực lượng Nga đang tiến về phía tuyến đường sắt ở Bắc Mút. Những nỗ lực đang được tiến hành để cắt đứt tuyến đường tiếp tế cuối cùng của đối phương. Ông Pusilin tiết lộ, các quân nhân Nga đang tiếp tục sơ tán dân thường khỏi Bát Mút đến những nơi an toàn ở đến những nơi an toàn hơn ở Donetsk. Bát Mút nằm trên khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk và là trung tâm vận chuyển chính cho quân đội Ukraine ở Donbass. Cố vấn người đứng đầu Donetsk Jan nói với TASS vào ngày 18 tháng 4 rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát gần 90% bắt Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên. Ukraine tuyên bố phá hủy một khẩu cối tự hành 2S4 Hoa Tulip của Nga. Theo tài khoản Twitter Ukraine Weston Checker, lực lượng pháo binh quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của máy bay không người lái UAV trinh sát đường không đã phá hủy một khẩu cối tự hành 240 mm của đội Nga. Tuyên bố của tài khoản cho biết, Lữ đoàn pháo binh độc lập số 55 phối hợp với đơn vị trinh sát của Lữ đoàn đổ bộ tấn công đường không số 79 và các đơn vị trinh sát UAV Solevay thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 116 đã phá hủy một cối tự hành 240 mm của Nga Hoa Tulip. Nhóm phân tích quân sự Ukraine Weston Checker công bố video cho thấy vị trí pháo cối tự hành của Nga bố trí trong khu vực các ngôi nhà dân cư trống bị các khẩu pháo thuộc lữ đoàn pháo binh độc lập số 55 bắn trúng. Sau khi trúng đạn pháo, cối tự hành quân đội Nga bị tiêu hủy nhưng có thể thấy kíp pháo thủ đang tháo lui khỏi trận địa. Một quả đạn pháo đã xé nát khoang thuyền động lực cùng bộ phận nạp đạn và ghế lái, thiêu hủy đoàn xe. Địa điểm khẩu đội tự hành bị phá hủy là vùng ngoại ô phía đông thành phố Marinka, đường Prokofeva. Đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn pháo số 50 năm không cho biết cối tự hành bị phá hủy bởi loại khí tài nào, nhưng được biết lữ đoàn pháo binh độc lập này được trang bị pháo tự hành Keza do Pháp sản xuất. Theo tuyên bố của tài khoản Ukraine Question Checker, lực lượng pháo binh của lữ đoàn số 50 năm này cũng đã phá hủy một khẩu đội tự hành Hoa Tulip khác gần vị trí này. Chân địa của khẩu đội tự hành quân đội Nga nằm giữa những tán cây gần Terikons đã bị UAV trinh sát của lữ đoàn đổ bộ tấn công đường không số 79 phát hiện. Cối tự hành 2S4 Hoa Tulip được chế tạo trên cơ sở tổ hợp cối xe kéo M240 240mm do nhà máy chế tạo xe máy vận tải Uran thiết kế và sản xuất. Cối tự hành 2S4 Hoa Tulip được thiết kế và chế tạo từ thời Liên Xô được sử dụng để phá hủy các công sự vững chắc, tiêu diệt sinh lực và trang bị tại chỗ của đối phương bằng đạn nổ thông thường. Trong tình huống đặc biệt có thể là đạn cối hạt nhân chiến thuật, đương lượng nổ nhỏ. Trong cuộc chiến nga ukraine quân đội Nga sử dụng các tổ hợp cối hạng nặng này để phá hủy các công sự phòng thủ kiên cố. Thụy Sĩ vẫn cấm xuất khẩu khí tài cho Ukraine. Một hãng tin cho biết đại sứ Thụy Sĩ tại Đức Paul Renger -Sager, cảm thấy rất ngạc nhiên trước mức độ chỉ trích rút xuống nước này vì họ không từ bỏ chính sách cấm xuất khẩu khí tài sang quốc gia có xung đột. Đức đã viện trợ hàng chục xe tăng Leopard cùng khoảng 60.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Tuy nhiên Berlin cần được Thụy Sĩ chấp thuận mới có thể cung cấp thêm 12.000 quả đạn sản xuất tại Thụy Sĩ. Trao đổi với nhật báo Anburger Alemier của Đức, đại sứ Thụy Sĩ tại Đức cho biết Thụy Sĩ vẫn bảo vệ chính sách cấm xuất khẩu khí tài sang quốc gia có xung đột. Có quan điểm cho rằng Thụy Sĩ tiếp tay giúp Nga thắng cuộc chiến, nhưng 12.000 quả đạn pháo chẳng gây được ảnh hưởng gì, chứ đừng nói đến quyết định kết quả cuộc chiến, đại sứ Söger phát biểu. Ông nhấn mạnh trung lập là truyền thống lâu đời, một trong những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại Thụy Sĩ. Không riêng Thụy Sĩ, trước đây Đức cũng có chính sách cấm xuất khẩu khí tài sang quốc gia có xung đột, nên chần chừ trong nỗ lực viện trợ Ukraine. Berlin chỉ thay đổi sau khi hứng chịu chỉ trích trong năm 2022 và Mỹ mạnh mẽ thuyết phục. Thái độ cứng rắn từ Thụy Sĩ sẽ khiến tình trạng cạn kiệt đạn dược của quân đội Ukraine thêm trầm trọng. Nhiều nước châu Âu khác không thể viện trợ kịp với tốc độ Kiev tiêu hào đạn dược hiện tại. Nga có công ty quân sự tư nhân mới, được trang bị cả máy bay ném bom Su-34. Một công ty quân sự tư nhân mới được thành lập ở Nga đã thu hút sự chú ý của các quân nhân giàu kinh nghiệm. Trong không gian thông tin của Nga đã bắt đầu xuất hiện thảo luận về việc thành lập một công ty quân sự tư nhân mới PMC. Cựu phi công của lực lượng hàng không vũ trụ Nga kiêm blogger, chuyên gia hàng không nổi tiếng Fighter Bomber đã chú ý đến điều này và chia sẻ thông tin trên kênh Telegram của mình. Theo chuyên gia này, PMC mới sẽ có trang bị rất mạnh riêng, bao gồm máy bay chiến đấu, pháo binh, xe tăng các thiết bị khác tác chiến đặc biệt. Nhà phân tích này đề cập rằng lực lượng không quân của PMC mới dự kiến sẽ bao gồm hai phi đội máy bay ném bom, một trong số đó sẽ được trang bị những chiếc Su-34 hiện đại nhất. Ngoài ra máy bay trực thăng cũng được lên kế hoạch. Ngoài ra có nhận định cho rằng PMC mới sẽ được tạo ra và triển khai dựa trên nền tảng các chuyên gia có trình độ cao đã phục vụ, những người có khả năng sử dụng hiệu quả máy bay chiến đấu cũng như trang thiết bị quân sự tối tân. Giới chuyên gia bày tỏ hy vọng rằng ý tưởng trên sẽ không dẫn đến các vấn đề cho những quân nhân trong tương lai. Tuy nhiên, điểm thú vị nhất là nhiều phi công và hoa tiêu giàu kinh nghiệm của các trung đoàn máy bay ném bom đã nộp đơn xin gia nhập PMC mới. Fighter bomber cho rằng lực lượng hàng không vũ trụ Nga khó có thể cho phép tất cả những người muốn rời đi, vì điều này có thể dẫn đến việc đóng cửa một số trung đoàn. Mặc dù vẫn còn khó dự đoán sự thành công của PMC mới, nhưng việc các quân nhân có kinh nghiệm bày tỏ mong muốn tham gia nói lên tiềm năng to lớn của sáng kiến này. Hiện tại không có xác nhận chính thức cho rằng một PMC như vậy thực sự đang được tạo ra, mặc dù thông tin về điều này đã xuất hiện vài tháng trước. Nga gặp khó trong việc thu tiền bán dầu cho Ấn Độ Bộ trưởng dầu mỏ Ấn Độ Pajanjan cho biết, các công ty nước này đôi khi phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc thanh toán tiền mua dầu từ Nga. Như truyền thông quốc tế đề cập, Ấn Độ đã tăng đáng kể việc mua dầu từ Nga kể từ khi bắt đầu xung đột Ukraine. Mới đây, Bộ trưởng Zhang đã tiết lộ một số chi tiết về cách quốc gia Nam Á này nhập khẩu nguyên liệu thô của Moscow sau khi các nước phương Tây áp đặt trần giá. Theo ông Zhang, các công ty Ấn Độ đôi khi phải đối mặt với việc chậm thanh toán cho nguồn cung cấp từ Nga nếu dầu có giá hơn 60 đô la Mỹ trên một thùng. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá nghiêm trọng do New Delhi chưa hoàn thành thực thi mức giá trần không ai ngăn chúng tôi mua dầu của Nga với giá cao hơn giới hạn đã thiết lập. Chúng tôi không sử dụng các dịch vụ của phương Tây, hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế Squish. Bộ trưởng Bộ Dầu Mỏ Ấn Độ cho biết. Theo ông Jens, nếu giá dầu của Nga vượt quá giá cận biên, các công ty sẽ tự tìm kiếm những cơ chế thay thế để giải quyết. Vị quan chức cũng cho biết hiện nay hầu hết nguồn cung dầu từ Nga sang Ấn Độ đều ở mức giá dưới mức trần do các nước phương Tây áp đặt. Bộ trưởng Jin nhấn mạnh rằng Ấn Độ đang cố gắng mua dầu với giá chiết khấu, không chỉ từ Nga mà còn từ một vài quốc gia khác, tùy thuộc vào chủng loại. Tuy vậy, vấn đề thu hút sự quan tâm lớn nhất hiện nay đó là Ấn Độ còn nợ Nga bao nhiêu tiền, chưa thanh toán cho số dầu đã được giao thì vẫn còn trong vòng bí mật. Châu Âu phản ứng mạnh, Trung Quốc nói tôn trọng chủ quyền các nước thành viên lên số cũ. Trong cuộc phỏng vấn với đài TF1 của Pháp được phát sóng hôm 21 tháng 4, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lư Sa Giã cho rằng các nước Cộng hòa nằm trong liên số cũ không có tư cách hiệu lực trong luật pháp quốc tế. Cụ thể, ông Lưu nói, trong luật pháp quốc tế, ngay cả những quốc gia từng thuộc liên số này cũng không có tư cách, tư cách có hiệu lực trong luật pháp quốc tế, bởi vì không có thỏa thuận quốc tế nào để cụ thể hóa tư cách quốc gia có chủ quyền của họ. Phát ngôn trên của ông Lưu đã gây ra sự phẫn nộ ở ba quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania. Cả ba đều từng là các nước Cộng hòa thuộc liên số trước đây, và hiện tại là thành viên của Liên minh châu Âu EU. dẫn lời ngoại trưởng Lithuania, Gabrielius Gabrielis cho biết ba nước vùng Baltic nói trên, hôm 24 tháng 4 đã triệu tập các đặc phái viên của Trung Quốc để yêu cầu họ giải thích về phát biểu của ông Lư. Moldova và Cộng hòa Séc hôm 24 tháng 4 gọi phát ngôn trên của đại sứ Lư là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trước đó ông Josep Borrell người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU đã gọi những phát biểu của đại sứ Lư là không thể chấp nhận được. Theo hãng tin, ông Boren viết trên Twitter rằng EU chỉ có thể cho rằng những tuyên bố này không đại diện cho chính sách chính thức của Trung Quốc. Khi được hỏi liệu lập trường của ông Lưu có đại diện cho quan điểm chính thức của Trung Quốc hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 24 tháng 4 nói rằng Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời duy trì các mục đích và nguyên tắc của hiến trương Liên Hợp Quốc. Bà Mao nhấn mạnh, Trung Quốc tôn trọng quy chế các quốc gia thành viên với tư cách là các quốc gia có chủ quyền sau khi Liên Xô tan rã. Nữ phát ngôn viên nhắc lại rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia Baltic. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có công nhận Ukraine là một quốc gia có chủ quyền hay không, bà Mao cho biết quan điểm của Trung Quốc về vấn đề này là khách quan và công bằng. Bà còn nói rằng sau khi Liên Xô tan rã, các nước cộng hòa khác nhau có tư cách là các quốc gia có chủ quyền. Tổng thống Biden sẽ tuyên bố tái tranh cử hôm 25 tháng 4. Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể công bố chiến dịch tranh cử trong một bài phát biểu qua video vào ngày 25 tháng 4. Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ sớm tuyên bố tham gia chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Tôi đã nói với các bạn rằng tôi đang lên kế hoạch tranh cử. Tôi sẽ cho các bạn biết thật sớm. Tổng thống Joe Biden nói với phóng viên hôm 24 tháng 4 đề cập đến việc chạy đua và tái tranh cử nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ. Trước đó, ông Biden hôm 15 tháng 4 xác nhận sẽ sớm chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024. Trong một cuộc thăm dò mới đây, hơn một nửa cử tri Đảng Dân Chủ không muốn ông Biden tái tranh cử. Cuộc thăm dò trên được hãng tin AP thực hiện vào cuối tuần trước với 1.230 người tham gia khảo sát. Trong đó chỉ có 47% cử tri Đảng Dân Chủ cho biết muốn ông Biden tái tranh cử và chỉ 25% số người tham gia khảo sát dưới 45 tuổi vẫn ủng hộ ông Biden. Cũng theo kết quả thăm dò, 78% cử tri đảng Dân Chủ ủng hộ các chính sách của Tổng thống Biden hiện tại. Hồi tháng 2, ông Biden hoàn tất kiểm tra y tế cho tái tranh cử. Đây là cuộc kiểm tra chuyên sâu thứ hai của ông kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Lần khám sức khỏe và nội soi gần nhất của ông Biden là vào tháng 11 năm 2021. Kết luận của bác sĩ thời điểm đó cho thấy ông khỏe mạnh. Ông Biden là người lớn tuổi nhất từng giữ chức vụ tổng thống Mỹ. Với việc ông dự kiến sẽ khởi công chiến dịch tái tranh cử trong thời gian tới, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri lo ngại về khả năng phục vụ thêm 4 năm nữa của ông nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Khi được hỏi về những lo ngại về tuổi tác của ông Biden, Thư kỳ báo chí Nhà Trắng Karen Zempriere nói, bạn biết đấy, đây là một Tổng thống làm việc ngày này qua ngày khác, với lịch trình dày đặc và luôn hoàn thành công việc. Tháng 11 năm ngoái, cựu Tổng thống Donald Trump chính thức phát động chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024, nộp hồ sơ lên Ủy ban bầu cử Liên bang Mỹ. Ông Donald Trump tuyên bố mình là ứng cử viên cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024, đồng thời thành lập một Ủy ban chiến dịch tranh cử mới. Điện Kremlin khẳng định ông Putin không có người đồng thế. Phát ngôn viên điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin chưa từng có người đồng thế, khẳng định ông sở hữu sức khỏe và nguồn năng lượng đáng ngưỡng mộ. Những thông tin Tổng thống Putin cử người đồng thế đi tham gia hoạt động thay mình, trong khi ông ẩn náu tại Bongke ke là không đúng sự thật. Thực tế, ông ấy luôn là người có rất nhiều năng lượng, những người làm việc cùng ông ấy như chúng tôi cũng khó theo kịp. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 24 tháng 4. Nguồn năng lượng của ông ta thật đáng ghen tị. Chỉ có thể ước được khỏe mạnh như ông ấy, phát ngôn viên Pekup nói thêm. Pekup cho biết trong chính phủ Nga, từ Bonke thường được sử dụng để chỉ trung tâm phân tích phối hợp, không phải hầm trú ẩn theo định nghĩa của phương Tây. Đây là không gian công nghệ cao, nơi chính phủ có thể thấy được những diễn biến trên nhiều lĩnh vực của đất nước theo thời gian thực như kinh tế, xã hội, y học. Đây là bong ke mà chúng tôi có, không phải thứ phương Tây đang nhắc đến để tung ra những tin đồn dối trá, ông Pekup nhấn mạnh. Điện Kremlin đưa ra bình luận sau khi các quan chức Ukraine cho rằng người đến thăm Kherson và Lugan tuần trước không phải Tổng thống Nga mà là một người đóng thế. Nga có quy định cần cách ly tối thiểu 10 đến 14 ngày để được giao tiếp trực tiếp với ông Putin. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, Oleksiy Danilov nói, khẳng định không có sự kiện ngẫu hứng nào được tổ chức trong một thời gian dài. Moscow ngày 18 tháng 4 thông báo Tổng thống Nga Putin đến tỉnh Kherson và Lugan gặp các sĩ quan chỉ huy lực lượng Nga đang tham chiến tại khu vực này. Điện Kremlin cho biết chuyến thăm không được báo trước, khiến các chỉ huy hoàn toàn bất ngờ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến tỉnh Kherson và Lugan kể từ khi chiến sự nổ ra. Tổng thống Nga hồi tháng trước lần đầu thăm vùng Donetsk trong chuyến thị sát thành phố cảng Mariupol. Nga hồi tháng 10 năm 2022 tuyên bố sắp nhập 4 tỉnh Donetsk, Kherson, Lugan và Zaporizhia. Ukraine phản đối, nói rằng động thái này không có giá trị và tuyên bố sẽ giành lại tất cả lãnh thổ. Lực lượng Nga đang kiểm soát khoảng 95% diện tích tỉnh Lugan. Nước này cũng từng kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson từ những ngày đầu chiến sự. Tháng 11 năm ngoái, quân đội Ukraine mở cuộc phản công và giành lại thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh. Buộc lực lượng Nga rút khỏi bờ tây sông Dnipro sang bờ đông để củng cố phòng tuyến Chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine được cho là đang tích cực chuẩn bị tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm lại lãnh thổ. Cả Kherson và Lugan đều được coi là những mục tiêu trọng tâm của Ukraine trong chiến dịch lần này. Bản tin của kênh TV24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.